vừa nghe xong. Ây da, kia ngồi đi tới mà kia không nghe được đâu. Ây da, má quỷ kia nè. Ê yo, shop gamebaity.com, shop hợp tác chính thức với gamebaity tùm quan shop thế giới. Nhìn ngoài nó đặt uy tín rồi, bên trong nó còn uy tín hơn. Cùng với các chương trình khuyến mãi như vòng quay kim cương giá rẻ, nhận hàng ngàn quà khủng. Còn những ai mới đặt lên ngay shop gamebaity mua ạ, sẽ khuyến mãi thêm mệt khổ cho mọi người đó. Thả top 8 100k kim cương. Ok, 100k kim cương nha. Thôi. Bên kia 4 người. Khoan. Không. Anh bắn ok rồi, không có nói nhiều. Anh Kiên bình tĩnh. 4 người, bên kia 4 người. Không, thằng bắn ok rồi. Đừng chấp đi anh, chấp đi anh. Chấp cái gì mà chấp. Không sao, không tưởng sao. Ai chứ. Chấp gì ủa? Tự nhiên chấp, tự nhiên kêu ok rồi, tự nhiên kêu là quay ngược lại kêu chấp, không được. Tưởng ai chứ view do giạt này thì bình thường. Do giạt. Kêu mua súng lục luôn rồi. Ai kêu xài súng USB luôn. Rồi. Nhà ba người luôn nha. Để tập trung lại. Lấy 100k kim cương của anh Ek. Không có kêu. Ôi, sao lưng. Chỉ mới bảo đến bảnh. Ôi, chào má sau lưng rồi. Anh không còn phải dò đâu, anh cứ đứng trong bo đây nhé, anh phải chui ra à? Đúng rồi. Anh dò. Không cả được đâu. Mét vòng rồi, bạn này mét vòng rồi, anh bắn mét vòng lúc này rồi. Ui, ui dồi ôi. Rồi. Chị boy. Anh là chị boy. Cứ thế rồi, cứ thế rồi. Yeah, boy. Anh bắn lúc bạc được, em cứ yên tâm. Anh cứ khều khều mấy viên anh lại té chỗ khác mà. Bên kia 4 người đó anh Tú ơi. Được, em tin anh, em tin anh, em phải tin anh. Ây à. Chiến qua bên kia, chiến qua. Không được. Ô, bay đầu rồi. Không ta máu. Vào đây, có súng rồi đó. Đây, nhặt súng anh. Trời ơi. Nhặt súng đi anh. Ở dưới bắn lên được kìa. Yêu ơi, cùng còn 2 thôi, bên đây anh bắn ngục rồi. Thái kêu góc rồi. Kìa. À, anh Kiên bệnh chưa chết. Bệnh ghê quá, bệnh chạy quá. Bệnh gánh thằng này trong ca kim cương đó nha, nói trước rồi đó. Chuẩn bị là lấy lại 100k. Là đúng không? Thì đúng rồi, thì chẳng qua là em thả 50 chỉ là mồi thôi. 50.000 kim cương chỉ là mồi thôi. Ok. Kìa. Rồi, có thả đi, mất hết. Anh chị có thả rồi, mất hết luôn rồi. Tôi lại anh Tú ơi. Anh chưa đợi, anh đang tự bịt keo mình lại mà. Hai người lên. Na yếu, mua cụ yếu. Trong vòng yếu. Chắc ơi, trong vòng yếu. Đúng rồi. Yếu cái gì? Tôi chết rồi nhé. Kéo tròn liền chứ. Cứu anh bạn đó, cứu anh cho bên ra bạn. Không sao, anh Tú bắn hết rồi. Cái này chưa bắn viên đạn nào hết. Yếu, có cô yếu. Nhìn anh ếch nhảy. Không có cứu anh đâu. Anh ếch nhảy ra sấy keo em này. Bằng. Đấy, nó có sai đâu. Ôi! Ghê hả? Anh bắn đi! Anh bị xuyên keo. Ôi! Bảnh ơi! Anh bảnh ơi! Không sao hết! Con thở là con gỡ! Trời ơi! Tôi vừa chơi mà mọi người vào bắn nhau này không quen! Ai! Keo được nhịp đâu! Không sao! 100.000 kim cương nó kìa kêu! Trận đầu tiên trong ngày mà đã lôi vô rồi! Bắn chưa có được! Chưa ai quen tiếng súng nữa! Cầm lục tôi bắn với mọi người luôn á! Má ơi. Đã thế anh kêu à? Không cho anh kêu chơi game luôn. Không sao, kêu vào vuông được rồi bắn hết. 1-4 nhá. Ở bên kia mấy người đấy. Anh ấy điên quá dí rồi. Anh kia rồi. Đây anh có vợ. Mình cứ đứng đấy quay keo thôi. Anh không vào được. Đâu ạ. Nhà xe 1 nha, nhà xe 2 nhá. Ôi. Trời ơi, anh ấy cứ thoát ẩn thoát hiện ý. Đau quá. Bây giờ ép cánh tim mà. Ôi trời ơi. Ôi sau lưng. Đừng kêu sau lưng. Hai em cứu được anh à. Đâu khai rồi bệnh ơi. Hai quá bệnh.
Bạn có chờ Rono không vậy ta? Hai quá bạn. Bạn làm được, bạn làm được. Ôi đây rồi. Này thì 100k kiếm cương với chúng tôi. Tính ra là team mình team 4 luôn á. Đúng rồi. Không, team 4 gì mình bình thường mà, sao đâu? Tại vì cân bằng mà. Sẽ cân bằng. Cân bằng rồi nãy bên kia ok rồi. Ôi bạn ơi, tôi. Tôi đặt cái lên tôi. Ơi phải đâu? Trời ơi. Đứng em đứng ngay em luôn đấy. Ok. Sẽ ở phía trên. Có ghi ở bên này nhá, ghi bên thùng rác nhá. Anh ấy trong nhà. Sao anh lại bảo ghi ở bên thùng rác? Anh ấy bùn máu, Hãy ra mấy chú ơi. Chú này đi đâu vậy? Lo ra đây đây nè mọi người. Lắm ơi. Có người bên trái kìa. Bé tôi đang đi mà tôi vỡ đầu nữa ạ, hack rồi. Á quỷ bánh nó kéo phát chết rồi. Còn người nữa ở đâu đấy? Lùng kim cương, lùng kim cương. Yêu không biết gì nha, lag quá, mọi người vừa đây. Không biết gì cả nha, lag quá. Vừa nghe xong. Ây da. Nên ngồi đi tới mà khi không nghe được đâu. Nên ngồi tới cái này đã bắn rồi. Là vừa nghe tiếng thì đứng ngay cạnh ngồi. Ôi thế là có người ở ngay cạnh hả? Ấy. Ây da. Má. Quỷ kia nè. Quỷ kia. Khó thế. Đặt kiểu ui giời bạn ơi. Thắng rồi. Trận này tao không cần xem nữa. Đặt keo hở trên. Đặt keo hở trên mọi người. Mà cái team. Bạn ơi, bạn kết ra bạn ơi. Hắn làm được hả? Bắn ơi, hôm qua ăn cơm cho bắn. Ăn rồi anh. Để em trả lời thay cho. Bệnh nó cứ yên tâm, để em trả lời thay cho bệnh. Không sao. Rồi, yên tâm. Rồi. Hai. Hai. Được. 100k kim cương, 100k kim cương. Được của nó đấy. Thôi, nãy vừa câu kéo đủ rồi ha. Thôi ha. Ok. Nên bắn đi này. Ai à. Ôi. Rồi xong rồi, trái tim của team chết rồi. Ôi, bọn kêu đặt ra không thính ấy. Ủa? Thêm 74. Oh no. Ủa? Không một. Không biết, sao chết á, ai biết được. Ủa, quay rồi. Trong kêu yếu. Bên đầu rồi. Ây da. Ủa, quay rồi, ơi. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Help. Ây da. Không kịp kìa, cứu hai đây kìa. Cứu ba người đây luôn kìa. Không đi xong rồi. Em bấm phòng vĩnh biệt. Cô yếu rồi, bên dưới yếu rồi. Phải là thua lỗi kiên nha mọi người, phải là thua lỗi kiên rồi. Xin vĩnh biệt cụ. Ôi, nhảy ra không đặt. Ôi gì kìa vậy anh Tú. Anh bây giờ anh đặt là tống thì tấn móc đi cho rồi. Bố mẹ nhập. Nhưng mà ai có móc em đâu, ai móc em đi. Tống thì tấn móc. Mình thấy anh kênh cứ giờ chú Runo rớt không? Nhưng mà bắt hết Ronaldo nhá. Anh để lên mà bắt hết bay đầu lù. Ghê quá. Tôi sẽ có ai bị đánh dấu đây. Cứu em anh Kiên ơi. Anh Tú yếu rồi. Trời ơi, Kiên 74. Đến giờ em vào luồng rồi. Nhìn đấy. Vào luồng rồi. 85 máu đầu nhá. Trời ơi, Kiên 74. Vào luồng rồi. Không đỡ nổi đâu. Hay, Kiên 74. Kiên 74 cân hết. Ui ôi. Kiên 74 đâu? Sao lại chuyên keo qua đó được hay vậy Bỉnh? Mắc cái này vào luôn rồi. Đúng không? Vào luôn rồi mọi người. Em đặt trước mà, em đặt trước mà. Dương tôi có cảm giác tay nữa ép. Thôi được xong rồi, trận này xong. Ok thôi rồi. Chơi xong trận này nghỉ Bỉnh ơi, chơi xong cảm ơn. Anh bị quay nhá. Ai thì quay anh? Em thèm quay anh, em đi rồi. À! Ôi! Kéo lên được vậy? Nạc em ơi! À, bắn hai yếu nhất rồi. Sao là bệnh á? Yếu rồi, anh Sang yếu lắm luôn á. Ơ? Ôi, ép. Hai anh Sang. Á! Bạn, triệu hồi con quỷ bệnh. Triệu hồi con quỷ bệnh. Triệu hồi bắn, ơi, kêu bắn hổ đi. Kêu bắn ơi. Ơi. Kêu. Yếu. Không sao. Cứu à? Đã rồi thôi. Đã rồi thôi.
đang cầm thuốc shotgun để sẵn ấy. Ổng đến rồi một viên là chết rồi. Cầm EMP còn không chết chứ shotgun tầm gần đó là chết rồi. Không được bắn. Bắn ơi, bắn. Không sao, không sao. Không sao, quay lại luôn đấy. Map về lại luôn, map về lại luôn, map về lại luôn. Nó bảo là vừa rồi mười, mười đầu, rồi, mười đầu là đứng ít map mà. Mình còn một mà bên kia còn cháu mà để bên kia bứt lên ba rồi thì cơ hội người ta rồi. Mọi người ơi, cứ thanh niên nào mặc áo trắng là mình cứ đơm ha, không sao hết ha. Anh Tú đi chung với bạn, anh Tú, cứ đi chung với bạn đi. Đâm luôn, đâm luôn, đâm luôn, đâm luôn, đâm luôn. Đâm luôn, đâm luôn. Cái này nhảy lên không được ta. Tôi ép một, đóng một. Muốn đâm mình luôn thôi. Ui giời ơi, cứu rồi. Ờ, bắn một vòng không hả? Bắn một vòng, one shot, one shot, one shot. Hai cái sân gần nó kêu. Cái sân gần. Em ơi, chạy 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 vào top. Một tấm gạc kim cương. Anh Kiên phải đi với em, anh Kiên phải đi với em. One shot. Bạn ơi, bốn cái đầu, bạn ơi, bốn cái đầu. Thế mọi người. Dứa mới lấy lại cảm giác xong người chết này. Trận bạc thực tế, anh Kiên phải trận này. Anh Kiên phải đi với em. Em muốn nghe cái tiếng chuông anh Sang ạ. Đó, có tiếng chuông mọi người, có tiếng chuông. Đó. Yo 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 yo. Anh Kiên cứ phải đi với em, anh Kiên cứ phải đi với em. Bên sau, bên sau, bên sau, bên sau.